Anh và bác sĩ Hồ Ngọc Minh trong chương trình Sức khỏe và đời sống. Xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Chào bác sĩ Minh. Vâng, một lần nữa xin chào cô Vân Anh. Kỳ này chúng ta nói đề tài gì cô Vân Anh nhỉ? Vâng, thưa quý vị, và trước khi đi vào đề tài của chúng ta ngày hôm nay thì một lần nữa Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh có hai phòng mạch tại vùng Orange County và tại San Diego của chúng ta, và bác sĩ cũng là vị phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là khả ái và quen thuộc của chúng ta, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. Và thưa bác sĩ Minh, trong thời gian gần đây thì Vân Anh thấy là có cái sự chú ý rất là nhiều, đặc biệt là với chị em phụ nữ, về một cái gọi là detox, tức là đẩy những cái chất độc trong cơ thể của chúng ta ra. Thì xin bác sĩ Minh có thể cho biết detox là như thế nào, và cơ thể của chúng ta có cần thiết là phải detox, là dùng những cái sự trợ giúp của những cái công thức mà chúng ta thấy rất là nhiều ở ngoài thị trường để giúp cho chúng ta detox thường xuyên hay không? Vâng, ý tôi muốn nói ở đây tức là cái chữ detox mình tạm dịch là giải độc, nếu mình hiểu đúng như vậy. Thì thực sự ra thì tôi nghĩ rằng là những cái công thức, những cái gọi là công thức bán trên thị trường thực sự nó có giúp đỡ cho việc mà gọi là giải độc hay là detox, nhưng mà nó giúp đỡ, nhưng mà nó không phải là, ý tôi nó không phải là thuốc thánh mình uống vô một cái là tất cả cơ thể những gì chất độc của chúng ta nó giải ra hết. Không phải giống như là hồi xưa chúng ta hay có truyền trưởng mình uống một cái gì đó là giải độc, không có. Thực sự ra mình phải nói là cơ thể của chúng ta từng giờ từng phút từng giây là nó đã tự giải độc. Quý vị để ý là vì chúng ta sinh ra trong cái môi trường của chúng ta lúc nào cũng có chất độc hết, từ trong cái bầu khí quyển đã có chất độc rồi. Chúng ta thấy là chúng ta hít thở không khí cũng có chất độc hả bác sĩ? Cũng có chất độc là vì chúng ta thấy những tháng khí, đúng không? Yeah. Nếu mà quý vị ở trên LA chẳng hạn có thấy nhiều smog, hay là quý vị ở Beijing có thấy là toàn là chất độc hay không? Nha. Càng ngày cái gọi là cái hiện tượng hâm nóng của cái trái đất, bầu khí quyển nó càng ngày nó càng tạo ra những cái gọi là những cái chất độc như vậy. Rồi ngay cả cái ánh nắng mặt trời cũng là chất độc, nó những cái tia tử ngoại tuyến, nó gọi là ultraviolet light, nó đốt cơ thể, gọi là đốt da của chúng ta. Thì đó là cái chuyện thứ nhì nữa. Rồi bây giờ chúng ta nói về những ô nhiễm môi trường khác, như là những cái chai lọ hay là những gì quý vị thấy là nó đổ ra ngoài biển, ngoài sông, ngoài biển, tức là cũng là detox nữa nha. Thì nó ảnh hưởng tới những cái chất độc, nó ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta ha. Rồi bây giờ những cái đồ ăn chúng ta ăn vào, nói thật quý vị tưởng là đồ ăn là bổ, quý vị không tin vào Costco, quý vị dỡ cái cầm cái chai lọ hay là đồ ăn đóng hộp lên, chúng thấy cái nhãn hiệu là chữ chi chít không, mình đọc hoài thấy không rõ, phải cần kính hiển vi mới nhìn mới rõ, thì đó bao nhiêu hóa chất trong đó chúng ta ăn vào, chúng ta nghĩ là cái đó nó không ảnh hưởng tới cơ thể chúng ta hay sao? Yeah, thì đó là một chuyện nữa là chúng ta gọi là detox nữa. Và nếu mà tôi ngồi kể thì có tức là có rất là nhiều cái mà nó vào trong cơ thể chúng ta, mà có thể nói là gần như 80% là nó qua thức ăn của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta đợi cứ 6 tháng hay là 1 năm chúng ta đi detox một lần thì mình đã mất mạng từ lâu rồi, đúng không? Yeah. Nhưng mà cảm ơn trời là cơ thể của chúng ta lúc nào nó cũng tìm cách giải độc. Tức là ý mình nói rằng là cứ mỗi từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta giải độc. Giải độc bằng cách nào? Mình nói là cái lá phổi chúng ta nó thải ra những cái sáng khí, nó tìm cách giải độc, đúng không? Cơ thể mình nó bảo vệ những cái chất độc có thể gần như là 80% nó có thể xâm nhập vào da chúng ta, nó bảo vệ được. Rồi lá gan, trái thận của mình nó cũng giải độc. Tức là khi mình ăn vào cái gì không tốt, những cái gì mà không tốt là nó đi ra nước tiểu hay ra phân lại nọ là nó giải độc cho chúng ta. Rồi không những vậy, ngay cái chuyện rất là đơn giản, quý vị có thấy có bao giờ mình ăn cái gì mà gọi là dùng cái lời gọi là nóng hay lạnh hay là không tốt, chẳng hạn là mình ói mửa hoặc là mình xin lỗi để đi tiêu chảy chẳng hạn. Thực sự cái đó là hình thức giải độc. Cơ thể mình nó không có chứa được, là tìm cách là tống khứ ra ngoài. Đó là mình thấy ngay cái chính cái đường ruột của chúng ta nó đã giải độc rồi. Như vậy thì bác sĩ, như vậy khi mà đến mà chúng ta ăn cái gì vào mà chúng ta thấy là bên trên bên dưới đều tống ra hết thì chúng ta đừng có sợ phải không bác sĩ? Dĩ nhiên là mình cũng nghĩa là đừng có sợ lắm. Đa số những trường hợp đó xảy ra, tôi hay khuyên bệnh nhân là uống nước lạnh. Mình uống nước lạnh thì phải bình tĩnh, thì cơ thể thường thường từ từ nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ điều chỉnh trong vòng 1-2 ngày nó sẽ cầm cái chuyện đi tiểu. Mà dĩ nhiên là nếu mình cho 1 ngày hay là 2 ngày không được thì dĩ nhiên là có cái chuyện là cơ thể mình nó không giải độc được rồi đó. Thì mình có thể là phải đi khám bác sĩ hoặc là đi. Nhưng mà đa số những trường hợp đi tiêu chảy chẳng hạn, mình uống nước lạnh hoặc ăn cháo trắng khoảng 24 tiếng đồng hồ là nó cầm. Bác sĩ nói rất là hay thưa quý vị. Như vậy chúng ta mới thấy là tạo hóa tạo cho con người của chúng ta có một cái bộ máy thật là tuyệt vời, phải không bác sĩ? Vân Anh sẽ được chia sẻ với bác sĩ là Vân Anh cũng bị như vậy 1-2 lần rồi. Mình không biết là có phải là tại thức ăn hay không mà ăn vào một cái là
ngay lập tức chừng 5 phút thôi bác sĩ là mồ hôi đổ ra, xong rồi bên trên và bên dưới đi ra hết. Và dạ, khi mà đi ra như vậy thì mình thấy khỏe trở lại. Đúng không? Dạ. Đó, đúng. Rất tức là xong cái là mình thấy nó khỏe. Dạ, đa dạ, số đúng. Là tại vì cơ thể mình nó giải quyết ngay những cái chất độc như dạ, vậy. Vâng. Trừ trường hợp nó không giải quyết được thì đúng. Dạ. À, thì bây giờ cái đó là một cái đề tài khác mình. Nhưng mình mà như số. Vậy thì trong cơ thể của chúng ta lúc nào cũng có chất độc ở trong đó hả bác sĩ? Dĩ nhiên là nó lúc nào cũng có một cái mức độ nào đó. Dạ. Nhưng mà cảm ơn trời là tất cả những cái gì mình muốn nói rằng là từ da, từ cái gọi là cái phổi, trái thận này nọ ha, nó giúp chúng ta để giữ cái độc đó tới mức độ tối thiểu để dạ, cơ thể mình có dạ. thể sống còn được. Yeah. Cái đó là rất là quan trọng vì mình có thể nói là cái sự tiến hóa của người là mình đã sống trên trái đất này cũng đã mấy trăm ngàn năm rồi mà mình vẫn có thể sống được là tại sao, là vì nó đã qua những cái biến chuyển và chúng ta giải độc được với môi trường thì mình mới chịu nổi, mình mới sống tới ngày hôm nay, đúng không? Yeah. Chứ không phải là riêng mình, nó chỉ cuộc đời của mình chỉ có mấy chục năm phải. Tổ tiên chúng ta đã mấy ngàn năm, mấy trăm năm, mấy triệu năm rồi. Yeah. 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 Thì cái đó là cái bộ máy rất là tuyệt vời như hồi nãy cô Vương Anh đã nói. Right. Nhưng mà cái bộ máy đó mình nói một cái đơn giản của bộ máy, mình so sánh với lại cái xe Toyota chẳng hạn. Nó không phải là tại vì mình đợi rằng là cứ 6 tháng mình đi thay nhớt một lần. Nó không phải đúng. Nha. Đúng thì mình cũng, nhưng mà cái chuyện đó chúng ta phải bảo trì cái xe, không phải đợi tới 3 tháng, 6 tháng mình thay nhớt là ok, như vậy ok xong. Cái chuyện đó để mình làm, để mình giúp cơ thể chúng ta giải độc được tốt đẹp hơn. Là vì như mình nói, thế nào nó cũng có chất độc trong người. Nhưng mà để cho cái cơ thể mình nó giải độc được tốt hơn chăng thì mình nên hạn chế những cái chất độc vào trong cơ thể của mình. Tức là mình để ý chút xíu. Ăn uống thì nên ăn những đồ chúng ta tự nấu nướng, nó tự nhiên hơn. Nếu kẹt lắm thì mình mới đi ăn đồ hộp. Nhưng mà nên hạn chế những cái đồ mà nó đã biến chế và có nhiều phụ gia trong đó chẳng hạn. Hay là mình nói là mình uống nước nhiều hơn. Nội cái uống nước là nó đã giải độc rồi. Là vì nó giúp cơ thể chúng ta thải chất độc ra. Cứ uống nước nhiều là tốt nhất hả bác sĩ ha? Là cái cách đi thoát rất là đơn tốt giản, nhất uống nước nhiều. Dạ. Ok, nước không chán uống nước lạnh thì quý vị uống nước trà, uống cà phê, pha loãng, cái chuyện đó có nhiều cách lắm. Nhưng mà uống những loại nước mà nên tránh có được. Đó là chuyện thứ nhì nữa. Tôi muốn nói là nếu quý vị giải độc theo cái phương cách mà gọi là mình dùng những công thức hoặc là này nọ thì quý vị nên dùng những loại mà nước trái cây tươi, có ít đường, những lựa, những có nhiều thứ, rau cải, nó có ít đường trong đó. Vì càng nhiều đường thì không tốt, chính đường nó là chất độc. Những cái nghiên cứu mới cho thấy đường nhiều quá nó sẽ làm hại chúng ta nhiều hơn. Cho nên cái vấn đề là nhiều khi mình giải độc mình chỉ cần uống nước lạnh, hoặc là cái khi mình chỉ cần nhìn đói. Cá nhân của tôi thì tôi hay là, thí dụ bây giờ mỗi ngày để nói chuyện để giảm bớt chất độc, mỗi ngày tôi làm những gì? Thường thường tôi có cái phương cách là tôi nhịn đói 16 tiếng. Hồi xưa mình hay nói là phải ăn sáng cho đầy đủ, thật sự ra cái đó không đúng nữa. Nghiên cứu nhiều khi có người có thể nói phải ăn sáng, cái đó cũng có thể đúng nhưng cái đó trật. Tại vì cơ thể chúng ta là nó chỉ cần, nhiều khi nó chỉ cần ăn ngày một bữa cũng đủ rồi. Ăn ngày hai bữa cũng được, miễn sao gọi là cơ thể chúng ta nó tập quen với lại cái chế độ ăn uống như vậy nha. Thì thường thường tôi hay uống ăn cái bữa ăn cuối cùng là 8 giờ tối chẳng hạn, thì cái bữa ăn kế tiếp là thường thường tới 1-2 giờ trưa mới được ăn, là có khi từ 16 tới 18 tiếng mới ăn trở lại. Ở giữa thì chỉ uống nước lạnh, uống nước trà nha. Rồi thì lâu lâu mình cũng có nhịn đói một hai ngày. Nếu mình nhịn đói một ngày thì trong khi đó mình nhịn đói thì mình uống nước lạnh thôi. Tại vì quý vị thấy là những cái nghiên cứu như từ hồi xưa ngàn năm trước bên Tàu rồi gì đó, rồi bây giờ những nghiên cứu bên Tây ta đều nói rằng là lâu lâu nhịn đói một hai ngày nó vẫn tốt, vì cơ thể mình có thể nhịn đói được một tháng mà không có chết, đừng có lo. Nhưng mà nếu mình nhịn đói một hai ngày để chi? Tại vì cơ thể của mình chúng ta nó có cái thời gian để nó bắt kịp những cái chuyện như mình nói, nó giải độc không kịp, nó sẽ có những ngày thì giờ để nó catch up, tức là bắt kịp, nó đẩy những cái chất độc còn lại ra. Và trong thời gian đó thì những cái tế bào nào mà yếu này nọ trong người chúng ta nó tẩy rửa hết. Người ta cho biết là những cái tế bào nào mà yếu và cằn cỗi nó đẩy ra ngoài. Thành ra những người mà họ lâu lâu họ nhịn đói một lần như vậy, thường thường người ta thấy rằng là họ sống lâu hơn những người mà ngày nào cũng ăn. Bác sĩ Minh đã nhịn đói mấy ngày chưa bác sĩ? Dạ có chứ, nhưng mà đều... Như vậy thì rồi cái lúc nhịn đói thì bác sĩ có function được, có vẫn làm việc bình thường? Mình vẫn làm đi làm bình thường một hai ngày thôi, không có sao hết. Thực sự ra thì nếu mà đói quá thì ăn cháo trắng. Hoặc là lâu lâu quý vị thấy là mấy bạn bè trên Facebook lâu lâu thấy tôi đăng lên là tôi ăn cháo ốc miêu chẳng hạn. Cháo ốc miêu nó nấu nhanh hơn cháo trắng, mình bỏ ốc miêu vô. Thay vì mình nấu ốc miêu thì mình đổ nước cho nhiều, nó sệt sệt như cháo ấy. Vâng thưa quý vị, và nói tóm lại theo sự trình bày của bác sĩ Hồ Ngọc Minh thì cơ thể của chúng ta đã tự động detox, đã tự động giải độc
mỗi một ngày, mỗi một giờ trong đời sống của chúng ta. Và cách tốt nhất là chúng ta uống nước nhiều, tránh ăn những cái thức ăn mà không có tốt cho cơ thể, và đặc biệt là lâu lâu chúng ta nên nhịn đói. Đó là cách detox, cách giải độc tốt nhất. Là cách giải độc tốt nhất. Dạ, vâng. Và dĩ nhiên tôi không cấm quý vị, hoặc là khuyên quý vị không nên. Dạ. Là vẫn quý vị cũng lâu lâu nếu vui vui thì vẫn làm những cái cách giải độc và dạ. Là uống nước juice này nọ. Dạ. Nhưng những cái đó thì tôi nghĩ là cái đó đừng có nghĩ rằng là chúng ta làm như vậy là đủ. Dạ. Nha, dạ. Cái đó nó chỉ là một cách gọi là thay đổi không khí thôi, nhưng mà dạ. Chính nó không có một cái thuốc men gì trong đó để mà chúng ta gọi là uống vào hay là ăn vào, cái là cơ thể mình tự nhiên là nó sạch 100% không dạ, có. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh rất là nhiều. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn trong chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay, và xin thân ái chào tạm biệt.